chào các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Sáng thức dậy em tạ ơn Chúa, trưa ăn cơm em tạ ơn Chúa, lúc đến trường em tạ ơn Chúa, tối khi lên giường em cũng tạ ơn Ngài. Hát bài em tạ ơn Chúa hả giáo sư? Dạ, cô giáo trong lớp trường chủ nhật của em mới dạy cho em á anh. Anh cũng biết hát bài này nữa hả? Ừ, cô giáo lớp anh cũng vừa mới dạy luôn, nên anh biết nè. Cô giáo em dạy, phải luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh đó anh Đom Đóm. Biết là vậy, nhưng mà đôi khi những điều đến với mình không như là mình mong muốn. Mình không biết ơn mà còn có khi oán trách Chúa nữa đó giọt sương. Dạ, đôi khi em cũng vậy đó anh Đom Đóm. Các bạn nhỏ thì sao nè? Các bạn có luôn biết tạ ơn Chúa mỗi ngày không? Hãy lắng nghe câu chuyện hôm nay cùng anh Đom Đóm và chị Giọt Sương nhé. Câu chuyện Thư chuyện với Chúa. Vào ngày sinh nhật của Ân, bà ngoại mua cho Ân một chiếc máy bay điều khiển từ xa, đúng như mong đợi của Ân trước giờ. Wow, con thích quá bà ơi, con cảm ơn bà. Sau đó, cả nhà Ân có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, có nhiều cô bác tới để chúc mừng Ân. Mọi người ngồi vào bàn ổn định thì ba Ân cầu nguyện tạ ơn Chúa vì sự giữ gìn của Ngài trên Ân và cảm ơn Chúa vì đồ ăn. Sau bữa tiệc, Ân thắc mắc với bà. Ủa bà ơi, tại sao mình phải tạ ơn Chúa vậy bà? Vì Chúa luôn bên cạnh mình, gìn giữ chúng ta khỏi những sự nguy hiểm, khỏi những điều xấu nữa đó con. Con vẫn chưa hiểu lắm. Hôm nay là sinh nhật của con đúng chưa? Dạ đúng rồi. Con có biết ai tạo dựng nên con không? Dạ tạo dựng nên con. Lời Chúa có ghi lại là chính Chúa đã dựng nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là con của Chúa, là dân sự, là bầy chiên của Chúa. Ngài luôn chăm sóc chúng ta mỗi phút giây đó con. Ồ, giờ con mới biết là Chúa dựng nên mình luôn đó bà. Nhưng bà ơi, vậy là Chúa ở đâu bà? Con muốn nói cảm ơn Chúa quá. Mà con đâu biết Ngài ở đâu đâu. Chúa có ở khắp mọi nơi và luôn lắng nghe con cầu xin. Khi con ngồi, khi con đi học, khi con ăn cơm, khi con chơi với bạn bè, thì Chúa vẫn luôn bên cạnh con và lắng nghe con, dù rằng con không thấy được bằng mắt. Ồ, vậy giờ con cầu nguyện với Chúa như thế nào? Bà chỉ con đi. Con lặp lại theo bà nha. Dạ. Thưa Chúa kính yêu. Thưa Chúa kính yêu. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên con. Con cảm ơn Chúa vì đã dựng nên con. Ngài luôn bên cạnh con. Ngài luôn bên cạnh con. Để chăm sóc, lắng nghe con cầu xin. Để chăm sóc, lắng nghe con cầu xin. Xin giúp con yêu Chúa mỗi ngày. Xin giúp con yêu Chúa mỗi ngày. Và biết cảm ơn Chúa mỗi ngày. Và biết cảm ơn Chúa mỗi ngày. Con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah, từ nay con sẽ tập cầu nguyện một mình với Chúa. Chỉ cần con tập trung về chính Chúa và cuối lời con nói trong danh Chúa Giêsu Christ Amen là được. Nhớ chưa con? Dạ nhớ. Con cảm ơn bà. Chúc mừng sinh nhật cháu yêu của bà nha. Dạ. Chính câu chuyện này đã nhắc nhở anh về việc cầu nguyện với Chúa đó giọt sương. Và anh phải luôn tạ ơn Chúa về chính cuộc đời của anh. Dạ, em cũng vậy nữa nè. Em tin rằng Chúa có ở khắp mọi nơi, luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Thi Thiên 6 câu 9 có chép rằng: Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta,
Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Các bạn nhỏ ơi, các em nhớ là mình phải tập thói quen cầu nguyện tạ ơn Chúa trước khi ăn nè, trước khi ngủ nè, và tạ ơn Chúa với cả những điều không như mình mong muốn nữa đó. Đúng rồi đó. Giờ thì mình cùng nhau cầu nguyện nha Giọt Sương. Dạ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có thói quen đọc lời của Ngài, cho chúng con nhìn thấy Chúa luôn bên cạnh chúng con bất cứ nơi nào, làm gì, với ai, và luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cũng tới giờ phải đi ngủ rồi. Anh Đốm Đốm và chị Giọt Sương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.